Em xin lỗi, hôm nay có... Không sao, em ngồi xuống ăn đi. Anh cho em lên phòng thay đồ, người em ướt quá. Anh đã kiểm tra rồi, không có chuyến bay nào bị delay hết á. Có phải là em mình đám bạn em xuống sân bay phần nào bắt chuyện đúng không? Không có anh. Có, ở chối. Em còn cho nó xách vali giùm nữa, rồi trao đổi số điện thoại, rồi đổ nó về khách sạn ngủ nữa. Không có anh, em xin lỗi anh. Mày sống với tao mà lúc nào mày tư tưởng với thằng khác. Vì mày nói mày yêu tao không? Mày nên nhớ, tao là người cho mày về đám bạn mày chuyến đi chơi này. Chỉ mà mày không biết điều, không nàng.